Ok, xin chào tất cả các bác. Và hôm nay thì lại lên một combo để gửi cho các bác đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Và chỉ còn khoảng tầm 1 tháng nữa thôi là đến dịp Tết rồi. Ở nhà các bác có dàn karaoke nào chưa? Chưa có đến ngày sóng âm thanh mua sắm các bác nhá. Đang có rất nhiều ưu đãi đây. Hôm nay thì em đang lên một cái set combo để gửi cho bác La. Đấy, có địa chỉ là tại xóm Trường Lĩnh, xã Xuân Trường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Một bộ combo đồng bộ của DB Acoustic với tổng trị giá là 36.500.000 đồng. Và với cái phòng của anh La thì em cũng tư vấn rất là rõ ràng rồi, từng thiết bị một, thì cuối cùng là anh La lựa chọn cái bộ combo đây, bao gồm là 6 sản phẩm. Đầu tiên là một đôi loa DB LX S32 G2. Thì nhiều bác hỏi em là cái bản G1 bây giờ còn không, thì bản G1 bây giờ đã không làm nữa rồi các bác nhá. Bản mới nhất và tiếng hay hơn đó là cái bản G2. Nên các bác cứ sử dụng cái con G2 này, các bác dùng yên tâm nhất. Vang số thì là một chiếc vang huyền thoại rồi, dòng DB S700 Plus đúng không ạ? Em lắp rất là nhiều cái con vang này, tiếng rất là hay và dễ làm. Mic thì sử dụng mic 550 Plus, đẩy thì dùng con đẩy 2 kênh các bác nhá. Dòng KP700. Các bác có thể ghép với những con đẩy 500W, nhưng mà để một tiếng đẹp nhất thì các bác lên ghép với con đẩy từ 7 đến 800 thì cho ra một chất âm nó mạnh nhất và nó hợp với cái loa nhất thì lên dùng 700, còn các bác vẫn có thể ghép 500 vẫn được, không sao cả. Cuối cùng là một con sụp điện bát 30. Đây là cái con sụp điện SVK12B. Đấy. Thì với cái set này các bác có thể là nghe những cái bản nhạc nhẹ nhàng, thậm chí các bác có thể nghe những cái bản nhạc mạnh ở mức độ vừa vừa vẫn ok, đúng chưa ạ? Còn nếu như muốn nghe mạnh hơn, ví dụ như là nghe DJ remix, thì các bác nên lựa chọn những quả súp điện cỡ nó to hơn hoặc súp hơi cỡ to hơn thì nghe nó sẽ đã hơn. Và bây giờ thì mời các bác hãy lắng nghe ngay chất âm của set này. Và khi các bác lấy cả một set như này thì bên em setup thì các bác yên tâm là phải chuẩn đến 90% rồi. Về nhà các bác chỉ việc là bật lên và sử dụng mà thôi. Đây. Cho to nhạc. Hơn 30 triệu thôi các bác, có 6 thiết bị mà nhìn ra đẹp và đồng bộ với nhau. Hàng này thì em bảo hành đến các bác là 2 năm nhé. Bây giờ thì mời các bác lắng nghe cái chất mic của nó này. Khánh chuẩn bị chọn bài hát anh nghe vài câu này. Đây, mic đây, tay mic con Lalomir Plus cho các bác nhé. Alo thử các bác nghe. Lên 1, 2, 6, 7. Lên, lên. Mic nó phải thở ra, phải ra tiếng luôn ạ. 6, 7, lên. Mic hát nó phải nhẹ nhàng rồi là cái effect nó quện vào thì các bác hát sẽ rất là dễ dàng. Đây, hát thử bài đi. Chọn bài hát thử đi. 6, 7, lên. Bác yên tâm là chúng ta rất cần lo ăn hát thì không bao giờ lo rút rít gì cả. 6, 7, lên. Tình đời khi trắng khi đen, người vui mới đón những giờ tương chẳng hề quen. Gặp thì người thơ ơ, làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi tung theo hỏi người có đòi được không. Dẫu thì nhiều người theo quạnh hiu trong vắt khi nghèo, lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời tránh sao không vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chập chung bụi một mình thôi.
biết mấy ai thân. Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu. Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyệt sâu. Ngồi từ xa ở ghế sofa hoặc là ghế và chúng ta dùng điều khiển để tăng chỉnh âm lượng rồi là chuyển chế độ hát mà thôi. Với cái set này thì em cài đặt cho các bác sẵn là 4 chế độ các bác nhá. Echo này, reverb này, echo reverb này và nghe nhạc remix, 4 chế độ để các bác lựa chọn tùy theo cái sở thích hát của các bác. Và ok, cái bây giờ thì em sẽ đóng hàng luôn để gửi cho bác gì nhỉ? Đây. Để gửi cho anh La ở Thanh Chương Nghệ An. Một bộ combo đồng bộ của DB Audix với tổng trị giá là 36.500.000 đồng. Và hàng thì em khẳng định với các bác là bên em là một trong những bên mà có chế độ bảo hành với những sản phẩm của DB rất là tốt. Bên hãng thì bảo hành thì các bác là 1 năm thôi, bên em bảo hành là 2 năm và một đổi một cho các bác trong vòng 3 tháng đến với lỗi các bác nhé. Và nếu như các bác mà muốn có những bộ dàn combo karaoke chất lượng, alo sóng thanh các bác nhá. Ok, chào các bác.